Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Đan Châu, Đại Dị Học Viện, chúng ta đến rồi. Đây chính là Đại Dị Học Viện. Vậy, ta dắt các người đi đăng ký trước. Các người cũng quyết định xem chỗ mai sau của bản thân đi. Wow. Bị Tần Hồng dụ tới. Đệ của Tần Hồng. Ta là đệ tử nội môn. Có tiểu viện, nếu như các ngươi không muốn ở chỗ của ta cũng có thể đến ký túc xá. Ký túc xá là thứ gì? Nói nhầm đó, đừng để ý. Thượng phẩm linh căn, thủy hỏa song thuộc tính. Không lẽ là băng diệm thể? Trống hồi đức. Như vậy mới đúng. Thiên phú không quá thấp để người khác khinh thường, có thể coi trọng. Cũng không vì thiên phú quá cao khiến người ghen tị. Tiền bối, người này. Không, không thể nào, sao thế tiền bối? Tiên thiên đạo thể đời trước đã chết rồi, rõ ràng chết trước mặt ta. Cùng một thời kỳ không thể nào xuất hiện, tam đại thánh thể thứ hai, huống hồ. Không biết hắn ta đã trải qua những gì, đạo thể của hắn đã biến thành. Tiên thiên kiếp thể. Tiền bối, ngài nói tiên thiên kiếp thể, làm trái ý trời, việc xui xẻo gì cũng có thể tìm đến hắn. Vậy chúng ta đi theo hắn có bị liên lụy hay không? Không chỉ như thế, tiên thiên đạo thể được mệnh danh là một trong tam đại thánh thể. Đạt được những điều không ngờ trước. Người đi theo hắn vẫn có lợi ích. Nhưng ta vẫn không hiểu tại sao lại xuất hiện đạo thể. Tiếc là, sao lại trở thành kiếp thể? Tiếc thật, sao người không phải là nữ nhi cơ chứ? Tiền bối, ngài không suy nghĩ giống như ta nghĩ về chuyện đó chứ? Ơi! Đây chẳng phải là Hạ Sư huynh đến Quan Nam Thành chiêu đệ tử đó sao? Hôm nay không bám theo Lâm Giảng Sư hay sao? Để ta xem những người này chính là đệ tử ngươi chiêu được hay sao? Sao còn có cả đầu heo nữa chứ? Đệ tử Đại Dị Học Viện Tô Thuận. Đúng rồi, quên báo cho các ngươi biết. Học viện có chế độ đào thải, ngoại trừ bài kiểm tra nhập học. Sau một khoảng thời gian đều sẽ có một bài kiểm tra. Cố gắng để số lượng đệ tử trong một số nhất định. Nói cách khác, nếu có người khác tham gia, thì phải có người khác rời đi. Những người như bọn họ, sợ những đệ tử mới lợi hại. Bởi vì như thế, bọn họ không bao lâu sau sẽ bị đào thải. Người Tân Hồng, một phế vật đại thiếu gia như ngươi cũng đến đại dị. Đã quên lúc trước chúng tôi đã dạy dỗ ngươi thế nào rồi sao? Ngươi muốn nói gì? Người đó không hổ là tiên thiên kiếp thể. Mới đi theo hắn đã gặp phải phiền phức nhanh như vậy rồi. Nhưng thể chất của hắn thật sự là không can lòng thả đi. Thì ra là kẻ thù của người. Đúng lúc, Tần Hồng. Bây giờ là thời gian của người. Đấm hắn đi, đá hắn ra khỏi học viện thì tốt nhất nha. Với tu vi của hắn bây giờ vẫn chưa đủ. Người ta là nhân vật chính đó, yên tâm. Lâm giảng sư. Giảng sư của Đại Dị Học Viện, Lâm Liệm Tình. Sao ngài lại đến đây? Ta luyện thể đến võ đạo đại sư rồi, đến tìm ngươi để đánh nhau. Ơi, từ khi bị cô ta phát hiện luyện thể của ta đến giờ, thật sự là bị bám lên rồi. Nhớ không lầm thì, ta chỉ mới rời khỏi làm nhiệm vụ 2-3 ngày thôi, ngươi ăn gì mà luyện nhanh vậy? Ta luyện thể luyện đến cảnh giới võ đạo, vương giả đã tốn rất nhiều thời gian đó. Kim Nguyên Quả, Miệu Mộc Linh Dịch, Đằng La Căn. Được rồi, ta hiểu rồi, phú bà. Không chọc được. Thôi, Tần Hồng, hôm nay tâm tình của ta tốt, tha cho ngươi lần này. Được Lâm giảng sư chiếu cố, chẳng qua là một luyện thể phế vật. Các ngươi đợi đó cho ta, Triệu Thiếu sớm muộn gì cũng sẽ giáo huấn người. Giao Tô Thuận lại đi rồi. Đệ tử mới ngươi kéo vào chẳng phải là muốn đấu với hắn hay sao? Ơi, còn không phải là do ngài ở đây hay sao? Hắn sao mà dám? Vậy khi nào chúng ta thi thí?
Lâm giảng sư muốn tìm người thỉnh giáo luyện thể thì không vấn đề gì, nhưng có thể không tìm ta hoài như vậy được không? Dễ gây hiểu lầm cho người khác lắm. Hiểu lầm cái gì? Thì, thôi, dù sao Lâm giảng sư người là vô dục tịnh thể, không hiểu về mặt này. Không phải muốn tỉ thí hay sao, đến đi. Được. Đợi đã. Vãi, màu đen à? Đợi. Người từ đầu học ra chiêu hiểm ác như vậy chứ? Vài ngày trước thấy người đánh nhau với người khác học theo người đó. Tạo nghiệp thật. Hạ nghĩ, tỉ thí chưa kết thúc đâu. Chỉ là cứ nắm ta như vậy, ta vẫn có thể sử dụng tay ra chiêu này. Đợi đã, đừng. Hắn đây gọi là xui xẻo hay sao? Rõ ràng là đang liếc mắt đưa tình mới đúng. Ngươi xem thật kỹ vào, nữ nhân đó là vô dục tịnh thể. Vô dục tịnh thể? Ta nhớ, đó là một loại thể chất khiến tình cảm nhạt nhòa. Không chỉ như vậy, vô dụng tịnh thể đến một cảnh giới cao hơn sẽ thức tỉnh thái thượng vong tình. Vong tình? Điều khó quên nhất là tình ái. Nữ nhân này thiên phú không tệ, chắc rằng không bao lâu nữa sẽ đạt đến cảnh giới của ta. Nếu như cô ta thích, đến lúc đó chảm tình đoạn tình. Yêu phải ai thì cô ta sẽ giết chết kẻ đó. Học viện đại dịch. Căn cứ theo ghi chép của cổ tịch học viện. Học viện là từ thời đại thượng cổ truyền thừa lại. Cũng chính là cùng một cấp với Thanh Vân Tông hay sao? Hơn nữa còn có thể lưu lại tới bây giờ. Những người đứng đầu ở trong học viện. Căn cứ thực lực trình độ của đệ tử để tiến hành xếp hạng và phân phối tài nguyên. Hạ nghị chỉ thể hiện tu vi tụ khí cảnh ra bên ngoài, dựa vào thực lực của võ đạo vương giả xếp top 10 ở trong học viện. Được gọi là thế lực lớn nhất của Đan Châu. Ban đầu vì muốn giành được tài nguyên tu luyện mà đã vào nơi này, xem như cũng đã lựa chọn đúng đắn. Thanh Châu cách Đan Châu còn là một khoảng cách, chuyện của mình nhất thời cũng không thể nào truyền được tới bên này. Từ lần đầu tiên ta gặp cô thì đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chính là ở trong học viện Ngọa Hổ Tàng Long như vậy, đương nhiên cũng sẽ không có ít người kỳ lạ. Ta có thể biết được tên của cô hay không? Người mới tới, đến ngay cả giảng sư Lâm mà cũng dám tán tỉnh nhờ, chán sống rồi sao? Sư huynh, ngươi có biết chỉ ở trong học viện đại dịch của chúng ta có biết bao nhiêu người theo đuổi giảng sư Lâm hay không hả? Cái gì chỉ có thể nhìn từ xa, không được sờ tới, ngươi có hiểu hay không hả? Giảng sư Lâm, đóa hoa cao lãnh như vậy không phải ai cũng có thể cùng nói chuyện được đâu. Hạ nghĩ ta luyện thể lại gặp phải vấn đề rồi. Này cô, ta đã nói là đừng có nói chuyện với ta trước mặt nhiều người như vậy rồi mà. Nhưng mà chỉ có ngươi là vương giả võ đạo, thuật luyện thể gần như đã biến mất rồi. Hỏi ngươi còn có tỷ suất cao hơn là tra mấy cái cổ tịch kia. Không phải để cho cô hỏi là, ai, cô thật sự không biết địa vị của bản thân mình ở trong lòng nhiều người hay sao? Hờ, vậy. What? Ta sẽ nói cho ngươi biết tên của ta. Đây là cách trao đổi kỳ lạ gì vậy? Bởi vì người vừa lẫy không phải cũng muốn biết hay sao? So với cái này,
chi bằng cô cho ta thêm vài viên ninh thạch còn được hơn. Hoặc là đừng gọi ta trước mặt nhiều người, bớt gây phiền phức cho ta là được. Tóm lại, đừng ở đây gây ra chướng mắt cho nhiều người nữa. Không phải có vấn đề về luyện thể muốn hỏi hay sao? Ta cũng có vấn đề về tu luyện muốn thỉnh giáo giảng sư Lâm. Tên của ta không bằng linh thạch. Bọn họ. Cái gì mà nhìn cái gì mà nhìn? Tên tiểu tử đó sẽ không sống được bao lâu nữa đâu. Bao gồm cái tên tiểu tử đi theo hắn cũng đừng hòng mà sống thoải mái. Ở Vân Đài. Hôm nay người có nhìn thấy giảng sư Lâm hay không? Nhìn thấy rồi. Cô ta đã nói chuyện với cái tên hạ nghị đó. Tiếp thẻ này rõ ràng chúng ta không ở bên cạnh của hắn, lại còn đem theo cả xui xẻo. Tiền bối là hạ nghị sư huynh đã giúp ta đi vào học viện. Cũng là chúng ta đã lựa chọn đến Vân Đài để sống với các đệ tử khác. Sao có thể trách cứ hạ nghị sư huynh được chứ? Tất cả đệ tử mới nhập môn nghe lệnh. Viện trưởng của học viện đại dịch. Nhanh chóng đến quảng trường truyền đạo tập hợp. Kỳ thi kiểm tra của đệ tử sắp bắt đầu. Kỳ thi kiểm tra của đệ tử không đúng. Nếu theo lý mà nói sẽ không nhanh như vậy chứ. Giảng sư Lâm, cô có biết tin tức gì không? Không biết. Hạ nghị sư huynh, viện trưởng có chuyện muốn tìm huynh. Này, giảng sư Lâm. Hiểu lầm thôi. Quảng trường truyền đạo. Viện trưởng đại nhân. Hạ nghị, ngươi hãy đứng bên kia, ta có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Các vị đều là nhân tài đến với đại dịch ta. Khoảng thời gian này, vốn dĩ nào muốn chuẩn bị sân diễn võ cho mọi người, tiến hành kiểm tra đệ tử một năm một lần. Nhưng mà chính vào mấy ngày hôm trước, xảy ra một chuyện khiến người khác vô cùng phẫn nộ. Ở dưới thôn, phàm nhân trong 100 dặm phía đông dưới núi đại dịch ta, đệ tử trong học viện của ta trên đường đi thu nhận đệ tử, lại gặp người xấu mai phục. Đây, ba đệ tử đều bị ra tay rất là thâm độc, bị lấy đi tinh phách, thần hồn cũng bị diệt. Bây giờ trả ra, người xấu là tà tông của nhân đan môn, mượn danh của luyện đan, sát hại vô số bách tính của Đan Châu. Nội dung kiểm tra của các ngươi chính là tiêu diệt hết nhân đan môn này, không để sót lại tên nào. Tà Tông, chúng ta chỉ là người mới thôi mà. Nếu làm không tốt sẽ phải mất mạng. Ta đã nói mà. Có mối quan hệ với kiếp thể không có chuyện gì tốt lành cả. Hạ nghị, nhiệm vụ mà ta muốn giao cho ngươi chính là đi cùng với bọn họ tiêu diệt Tà Tông. Ta, không sai, ngươi đã nhập học được một năm. Vốn dĩ không nên để cho ngươi tham gia thí luyện của người mới, nhưng tình hình lần này rất là đặc biệt. Ngươi thân là thể tu duy nhất của bốn viện, càng là vương giả võ đạo của Đan Châu, giao cho ngươi dẫn đầu ta càng yên tâm hơn. Nếu như học sinh mới không thể nào tiêu diệt được nhân đan tông, khi giảng sư không thể nào bảo vệ được học sinh mới, hy vọng ngươi hãy đem mấy tà tu còn lại, có bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Nhất định là phải khiến cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Con trai của ta gia nhập môn phái đã hơn 10 năm. Bọn họ đều nói rằng tu tiên là việc vô cùng khó khăn. Mong rằng các vị tiên trưởng ở nhân đan môn phù hộ cho con trai của tôi thành tiên. Ông ơi! Xin hỏi nhân đan môn ở gần đây đúng hay không ạ? Đúng. Đi qua ngôi nàng này rồi tiếp tục đi về phía trước. Đi khoảng thời gian là một nén hương là đến nơi rồi. Cậu nhóc này, các cậu cũng chuẩn bị gia nhập nhân đan môn để tu tiên hay sao? Đúng rồi ạ. Vậy thì nếu như cậu gặp được con trai của ta, hãy chuyển lời giúp ta đến nó. Con trai ta tên là con trai của ta, cuối cùng con cũng đã trở về rồi. Năm đó con theo tiên nhân đến nhân đan môn tu tiên.
Mới đó đã 10 năm rồi. Nhanh để Vi nương nhìn con cho rỗ nào. Đây là bà lão nhà bên cạnh ta, trí nhớ không còn được minh mẫn nữa. Cô ấy là đang nhận nhầm người mà thôi. Thành thật xin lỗi cậu. Ôi, đây không phải là con dâu mà con đưa về đấy chứ? Đúng là rất xinh đẹp. Nhìn dáng vẻ này xem, diện mạo thanh tú này, con trai ta bình thường không bắt nạt con chứ? Bà già ta sẽ làm chủ cho con. Ông ơi, vậy chúng cháu đi đây. Còn bà lão này, đừng lo, ta sẽ đưa bà ấy về. Toàn bộ ngôi làng chỉ còn lại những người già. Người nhà vẫn còn đang thắp hương thờ cúng cho nhân đan môn. Ơi, con trai của ta sao lại đi nữa rồi? Hai người họ bây giờ phải đi làm chính sự, buổi tối sẽ quay về ăn cơm thôi. Ồ, vậy tôi phải tranh thủ về nhà làm món ngon cho con trai tôi. Xem ra từ đầu, nhân đan môn đã đi nửa không ít thôn làng. Sau này cũng sẽ tẩy lão bọn họ. Ơi, nhân đan môn. Tối qua đốt thi thể cả đêm, mệt chết tôi rồi. Nhanh nhanh đổ những thứ bẩn thỉu này đi, để về còn ngủ bù nữa. Là người vi đan hay sao? Đây là đã hỏa luyện được bao nhiêu người mới có thể bao phủ được một lớp tro dày đặc như vậy chứ? Chỉ thương cho những cha mẹ già đang chờ đợi con cái của họ ở nhà. Ai? Khắp nơi gây hại cho tính mạng của con người, còn lừa dối người thường cúng bái cho mình. Đúng là hoàn toàn mất đi nhân tính mà. Có kẻ đột nhập. Là kẻ đến đây. Ta chính là đệ tử của học viện đại dịch. Nhân đan môn của các ngươi giết đệ tử của môn phái bọn ta, gây hại cho bách tính. Nay phụng mệnh đến vây quét tà phái các ngươi. Vây quét? Khẩu khí cũng lớn đấy. Chẳng qua chỉ là giết một vài đệ tử của các ngươi để luyện đan thôi mà. Có cần phải huy động nhiều người như vậy hay không? Có thể trở thành nguyên liệu cho việc luyện đan của bọn ta. Bọn họ cảm thấy vinh dự mới phải. Không phải lũ dân đen trong thôn đó cầu xin bọn ta dẫn bọn chúng đi cùng hay sao? Chẳng qua chỉ giết một vài tên đệ tử để luyện đan. Dân đen có thể trở thành lò luyện của bọn ta, trở thành bước đệm trên con đường tu luyện của bọn ta. Đó là vinh dự trời sinh của đạo giáo bọn ngươi. Ơi, vinh dự sao? Các đệ tử nghe lệnh. Bao vây, xuất phát. Chỉ dựa vào mấy đám nhóc bọn ngươi mà muốn diệt nhân đan môn bọn ta, không biết tự lượng sức mình. Mọi người cẩn thận, mọi người cẩn thận, có chất độc. Mau dùng cương khí bảo vệ thân thể. Đây chẳng qua là thực cốt đan dược, lợi dụng từ chất độc của xác chết mà đặc chế thành đó. Bọn ngươi từ từ mà hưởng thụ nỗi thống khổ bị ăn mòn xương khớp đi. Mặt của ta đau quá, ta không chịu nổi nữa, hãy giết ta đi. Chẳng trách đồ đệ trước đây chết trong tay của nhân đan môn, quả nhiên là có năng lực ứng phó với tà tu. Xem ra phải tăng tốc vây quét rồi. Sao mà nhiều phi tiêu độc vậy? Chỉ có thể lợi dụng tốc độ thay đổi của gió. Ngươi có thể trốn thoát khỏi phi tiêu độc. Có trốn thoát được khỏi cái này của ta hay không? Cái gì? Võ thuật của hạ tam cấm. Đúng là vẫn thích dùng cách đánh úp người khác nhỉ? Ngươi chịu chết đi. Không ổn, trước tiên phải trốn đi đã. Các đệ tử của đại dịch cẩn thận. Không thể nào tùy tiện phóng giáo ngộ, nhỡ làm bị thương các đồng môn. Bắt được ngươi rồi. Trưởng lão của nhân đan môn đã chết. Nhân đan môn đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Lên.
Không hổ danh là võ vương duy nhất ở trong học viện đại dịch chúng ta. Nhìn tình thế này, không biết thời gian sau này tận lực bồi dưỡng, cậu ấy có thể trở thành bậc thầy trong làng võ thuật này hay không? Nếu như giành được đẳng địa bộ, học viên đại dịch của ta dự đoán sẽ có thể có thêm phó viện trưởng. Hơi thở của cậu ấy hình như, hạ nghị, cậu, biểu hiện tốt lắm. Tôi rất là xúc động. Thật đó, tôi đến đây để học hỏi đó. Cậu xem, tim của tôi đang đập rất nhanh này. Cô đang làm cái gì vậy? Đã nói là trước mặt mọi người đừng có như vậy. Nhưng mà Hạ Nghị, lần này ngươi làm khá tốt. Giảng sư học viện đại dị, các đệ tử đại dị nghe lệnh. Nhân đan môn đã bị hủy diệt. Bán mọi vật phẩm ở trong nhân đan môn. Tại đây được tu sửa thành một thị trấn nhỏ để phụng dưỡng những người già còn lại có con cháu bị nhân đan môn hãm hại. Mọi chi phí về sau sẽ do học viện đại dị chúng ta chu cấp. Ngoài ra, người giết nhiều kẻ địch nhất lần này, lần sát hạch này, Hạ Nghị, giết 352 kẻ địch, 1/3 kẻ địch bị tiêu diệt. Ngoài ra, kết hợp với nhiệm vị nhử mồi, chiến tích to lớn, thưởng cho một cơ hội được vào tàng kinh các, thưởng một cây pháp khí, thưởng một ít tam phẩm đan dược, thưởng 5.000 đá linh. Giảng sư, ta nhớ đệ tử học viện có thể phát nhiệm vụ, treo thưởng cho đệ tử khác đi làm nhỉ? Tất nhiên là có thể. Hiện tại, ngươi cần phải phát nhiệm vụ gì hay sao? Vâng, ngoài tư cách vào tàng kinh các, mọi phần thưởng sát hạch khác xem như là phần thưởng của nhiệm vụ. Ngoài ra, tự ta cũng sẽ cấp linh khí và pháp khí. Nhiệm vụ là, thế mà lại cho nhiều phần thưởng như vậy, xem ra nhiệm vụ rất là khó đó. Hạ sơ huynh, đừng có u úp mở mở nữa. Rốt cuộc là làm nhiệm vụ gì vậy? Nhiệm vụ là nhờ cả nhà cải trang dịch dùng, đi làm con trai, cháu trai của người già trong thôn một nát. Cắt đứt tâm niệm của họ. Làm con trai, cháu trai của người phàm trần lạ lẫm. Có lẽ là một vũ nhục đối với tu sĩ các người. Nhưng hiện tại, ta thật lòng cảm thấy nhất thiết phải làm như vậy. Hạ sư huynh có tấm lòng tốt bụng như vậy, sư đệ bái phục. Ta nhận nhiệm vụ này. Ta cũng nhận. Cũng không phải là vì phần thưởng, xem như là làm chuyện tốt đi. Người tu tiên phải có tấm lòng khoan dung độ lượng. Làm gì đã là vũ nhục, ta nhận. Ta cũng vậy. Mọi người, Lương, con đã tăng tu vi rồi, được tiên môn tốt hơn nhận làm đồ đệ. Người hãy yên tâm bảo trọng thân thể, con sẽ thường xuyên về nhà. Được, được, được. Không lâu nữa tiên môn mới sẽ xây thành ở chỗ chúng ta. Lương cùng mọi người có thể yên tâm mà hưởng phúc rồi. Thế thì Lương cũng yên tâm rồi, bảo trọng đấy. Tàn sát xong còn có thể giữ được nhân tâm. Hạ nghị này không tồi. Xem ta đã có người kế tiếp theo rồi. Ban đêm giữa rừng, hấp thu hoàn tất. Ta ngửi thấy rồi. Người đạt dũng tuyền trung kỳ rồi. Lâm, Lâm giảng sư, ngươi còn ở đây, ngươi không cùng với mọi người về học viện hay sao? Ta được sắp xếp bảo vệ ngươi cho đến khi về học viện. Chuyện ta đột phá, có thể tạm thời đừng báo cáo hay không? Có thể, nhưng vì sao? Chuyện này nói ra dài, dù sao sau này vào thời điểm thích hợp ta sẽ báo cáo. Đúng rồi, ban chiều không phải ngươi nói rất muốn so tài cùng ta hay sao? Được rồi, ta đã chuẩn bị xong, bây giờ liền so. Ngươi đợi đấy. Ngươi lại muốn làm gì nữa hả? Ta thấy ngươi từng dùng chiêu này, ta muốn thử xem sao. Quả nhiên rất là lợi hại.
Ngươi không cần cái gì cũng học đâu nha. Vài tiếng sau ở học viện đại dị, cuối cùng cũng mời người ta quay về rồi. Eo sắp gãy đến nơi. Đi ngủ thôi. Kiệt kiệt, hủy diệt nhân đan môn của ta, học viện đại dịch sẽ phải trả giá. Ai, nhân đan môn đáng chết, làm ra loại chuyện tàn nhẫn như vậy với bách tính. Chưa chút hồn dùng hình phạt thiêu hồn đã nào đủ ân huệ rồi. Nhân đan môn có diệt hay không cũng chẳng là gì đối với ta, nhưng nhân đan môn đã cung cấp nhiều tinh phách người phàm cho ta tu luyện nhiều năm như vậy, với tư cách là sư tổ của chúng, vẫn nên niệm tình cũ chút. Ngươi chính là sư tổ mở ra nhân đan môn. Kinh ta, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Thế mà hắn còn đang sống, còn dùng cách ma tu. Bổn tôn phát hiện ra cơ thể của ngươi không tồi, dự định mượn cơ thể của ngươi sống thêm một kiếp. Ngươi muốn đoạt xác ta. Nếu như là tu sĩ thông thường gặp phải, phiền phức lớn rồi, bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì mình là thánh thể. Thể chất đặc biệt, chẳng đoạt nấy dễ dàng như vậy đâu. Cái não gia hỏa này chắc chắn là sẽ bị thiên tôn giết chết. Tư liệu của nhân đan môn từng ghi chép, cái não quái vật này từ 2000 năm trước đã là đại năng của ngưng đan cảnh rồi. Nếu đã không chạy thoát được, tạm thời diễn sâu đã, có lẽ là có thể lợi dụng hắn. Đừng! Muốn kêu tiếp viện. Bổn tôn đến, ngay cả viện trưởng của các ngươi cũng không phát giác được. Ngươi tưởng dựa vào bản lĩnh của ngươi có thể thoát khỏi kết giới của bổn tôn hay sao? Một khi hắn ra tay đoạt xác, cái chết sẽ dành cho hắn. Tốt nhất, ngươi nên ngoan ngoãn để ta đoạt xác. Không thì, ngươi sẽ lếm mùi mọi cực hình mật pháp của Thiên Tà Ma Tông ta đây. Thiên Tà Tông?